Ok, hello tất cả bạn nha. Video này chúng ta lại chiến tiếp tục với game ARK mình nhé bạn. Series game ARK Fielder á. Mình với em Bảo quay trở lại đây. Lâu lắm rồi mới vô lại server nữa. Này hơi hơi bỡ ngỡ nha. Bảo đã Anh quay ơi. trở lại nha bạn. Về Quay quê trở mấy lại. bữa. Về Giờ quê quê mấy mấy bữa bữa. là sắp sửa nát luôn Bảo. Thấy không? Đúng luôn. Anh bắt hai con heo này là kiểu mà hồi máu hơi bị kinh dị á. Với lại cái thằng quỷ Shadowman này đổi tên rồi, chuyên gia nhào lộn. Cái tên nghe phèn với anh. Hai Anh con heo này mày là ăn như cái máy điện em ơi, kinh dị dữ ăn luôn. Mà hình như là thịt đùi nó không ăn hay sao. đó em bỏ thịt đùi cái này chơi thịt đùi em. Nếu mà bữa nay cái con T-Rex này nó full đầy máu không? Anh em mình đi đánh boss luôn nha. Đánh boss luôn hả? Ok. Được, 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 được. À, cho nó hỏi cái con chuyên gia nhào lộn luôn. Test thử không vào? Hôm bữa em test rồi đó, bữa em nói chung là biết kỹ năng sơ sơ rồi. Ông vui gì vậy? Gì vậy? Ôi gì vậy? Ôi gì vậy? Em biết chiêu này không? Nào. Phải cuốn trời luôn vậy. Ghê lộn không? À. Hơi bị đỉnh luôn á. Bởi vì mới đặt là chuyên gia nhào lộn mà. Ghê đã, con này chạy boss được dễ anh ơi. Được, đâu đâu test thôi ơi. Sử dụng phím cách đó. Ngóc cái đầu lên trên trời rồi giữ cách. Ui. Đỉnh rồi, thật sự các bạn. Kiểu mà đứng đây nhìn Bảo nhảy mới thấy rồi. Đỉnh đâu? Thì anh nhảy kinh thiệt chứ. Kiểu mà từ từ dưới chân núi nhảy một phát là lên tới đỉnh luôn không? Trời ơi, phi cái quà tới bên đây luôn anh ơi. Nhưng mà kiểu mà con đó hơi xấu lắm rồi, con đó con cái á. Nhiều bạn bảo anh em mình bắt con đực là nó được tăng cái hiệu ứng đam lên đó. Với lại được tăng giáp nữa. Ít thì mình qua bắt thêm con về phó giấu con anh ơi. Được luôn em ơi. Trời ơi, nó phi kìa. Nhưng mà bây giờ chắc đợi cho nó full máu đi anh em mình đi đập boss không? Ngứa tay ngứa chân của anh rất là muốn đập mấy boss. Em cũng muốn đập boss này mấy ngày lạnh tay lạnh chân hết rồi. Rồi đập sắp mặt mấy boss rồi. Hàng quỷ này thì nó nằm chà bái đây nè, nãy giờ luôn chưa tỉnh nữa. Cái này đúng chí trắng á, mau tỉnh không anh? Đúng chí trắng tỉnh nhanh lắm anh ơi, nè tuột lẹ lắm á. Tuột không? Tuột tuột. Ok cục trường. Rồi để coi coi chuẩn bị đồ đạc các bạn. Chắc đi đập con boss luôn á. Đập boss đi anh ơi, lấy run to đi đập boss luôn. Ok. Với lại đánh con sói nè. Mà quánh sói. Với lại chế cái nón. Cái nón hả? Chế cái nón đi đi xuống dưới cái hang nhiễm độc kìa. Đang anh em mình lấy cái anti-fact. Lấy anti-fact đó hả? À cục này nè. Cần Blood Beer, ôi với lại sáp. Rồi rồi, trong bàn hết rồi, này tập chế thôi. Ôi, nhưng mà ở đâu mà mình, anh em mình có mấy cái sáp này thôi. Mà mình chặt mấy cây này là có sáp nè. À. Nó tỷ lệ hên xui á, chặt nó sẽ ra sáp. Hồi trước khi mà kiếm mấy cái sáp này rất là cực, các bạn phải chế cái cây sắt á, cắm vô mấy cái cây ở trong cái gừng đỏ mới có sáp. Giờ dễ á. Mấy dạ, cái cục áp 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 suben đó là chế đâu ta? Chế cho mày Fabi hay sao? Không, chế trong cái bàn chem bích chi em ơi. Chem bích chi vậy là bàn đại gian nữa hả? Đúng rồi, cần electronic với lại spark powder. Đây electronic với lại spark powder. Có luôn ơi. Có luôn. Dạo. Rồi đủ luôn nè. Cần một mớ xăng. Có xăng luôn anh. Không có để dễ chứ. Đây, anh em mình có ba cái lò mà anh làm hư hết cái. Làm bể hết cái rồi. Mốt mình lên lò xịn luôn anh. Nhờ dạo. Ok luôn. Lên lò xịn trong metal hơi bị dữ. Là chắc dạ, là này một lát nữa em đem cái con gái cá theo đi, còn con ở trong tủ nữa. Đúng rồi, còn con trong tủ.
Nhiều bạn nói với anh ơi, nói với anh bữa là cái con rái cá này kiểu mà cho nó giết cái con cá hồi không là nó farm được ngọc trai đen á. Để lát sẵn test luôn thử cho con cá. Nếu cho con rái cá giết con cá ha. Ờ, cho con rái cá đó nè mà giết con cá hồi á là ra ngọc trai đen. Thấy nó kiểu mà nó phi logic dở lắm, nó căng vậy. Ờ. Nhưng mà đây lát nó căng test thử đó. Test luôn nha bạn. Nếu mà chơi mặc định gì nó có nhiều cái hay á, mà nhiều cái mình chưa biết. Để test thử luôn, nếu được vậy là mình giữ á. Rồi, có các bạn chết hết chi rồi. Cái bàn này là phải có mấy cái điện nữa mà. Còn không trên nó chạy bằng xăng cũng được. Được không? Được, được. Đâu được. Không được hả? Đó, thấy không? Máy đó, chứ mà phải xài một máy phát điện nữa mày. Ui, ở đây nó cũng có motor gain nữa nè. Có luôn hả? Có. Nhưng mà motor gain nó... Ủa, cái motor gain này nó phi lưu ít tí ra. Mutaren thì cần Mutarel. Dạ. Đúng. Mà Mutarel thì nó lại cần 4 Mutaren. Cái Mutaren đó là em phải đi farm ngoài. Hơi lớn cấn. Đây nè bạn, cái Mutaren là đúng không? Nó sẽ cần Mutarel. Mà trong này thì Mutarel nó lại cần 4 Mutaren. Thì bảo đây đúng không? Đúng rồi, đúng đúng đúng. Nhưng mà em đổi vậy nó bị lỗ á. Cái cục Mutarel là ra ngoài farm. Con về lo tình này nè. Ok. Đặt cái máy phát điện ngoài. Rồi, sẽ đặt cái máy phát điện ngoài thôi. Coi coi cái máy hoạt động không rồi bên. Ok, mở lên đi anh à. Đó. Là. Đó. Rồi, trở đi. Rồi, quá ngon nha bạn. Rồi, coi coi cái nón chống độc rồi. Rồi, chế được rồi bên. Chế mai cùng nữa. Nó chế 4 cái luôn nhờ. Chế 4 cái luôn ha, đầy hết rồi. Đây. Lần chế lần khó chế luôn rồi. Trời ơi, nhìn tối vãi rồi. Sao? Khó chịu quá. Khó chịu thiệt. Nhưng mà kiểu này thì do anh em mình không bị nhiễm độc á. Này để vào hang mới đeo các bạn. Rồi sao, lên được chưa? À lên được luôn ha, hay sao? Ok. À phan. Để coi coi. Chế luôn cái máy ấp trứng luôn các bạn. Em lấy hai cái trứng mắc ma sô đất rồi. Này anh muốn tổng rồi. Hôm qua anh đi chợp được luôn. Thấy có chiếc 720 luôn, hơi bị đỉnh luôn á. Mới chọc hồi chiều luôn á. Nóng hỏi luôn nè. Nóng hỏi luôn. Đó rồi, hết electronic rồi bây. Chế anh nhờ, dạ, học siêu cam. Chế luôn à, sang chứ. Chế luôn. Rồi, lấy thêm mấy cái sừng này luôn các bạn. Đi qua kia nếu mà gặp mấy con bộ ngựa, bắt mấy con bộ ngựa luôn. Rồi full nè nè boy, full nè nè. Cái gì full nè? Máu con T-Rex full nè. Ghê à, con báo full luôn à. Okay. Ghê à, mấy con này hồi máu kinh gì á. Hồi nhanh lắm á. Thế là mới có hai con heo thôi, mà mình nghĩ chắc hai con heo đủ các bạn. Hồi nhanh gì.
Anh em đâu có cần bắt thêm nữa đâu. Thôi đi bơi. Đi 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 anh ơi. Để em bỏ hai yên cho này cái mình đi. Anh mình dùng bí thuật mình di chuyển hay là sao? Đúng rồi đúng rồi. Dùng bí thuật. Dùng chiếc giường thần kỳ đúng không? Để em lấy thêm mấy cục em đi. À, có đem theo cái con dơi luôn ta. Chắc đem theo con dơi luôn á. Đợi lát nữa anh em mình lấy anti-fact luôn. À, mình cứ đặt cái bàn nữa, mình cứ đặt cái bed đó mà anh. Rồi ha, hợp lý, đúng. Rồi nếu mà vậy thì một lát nữa anh em mình sử dụng Velociraptor này là bảo đi vô trong cái hang đó. Có khi nào chết luôn không? Chết chổng luôn không? Bài. Đi quan vậy. Vậy giờ ưu tiên nâng máu đi anh, cho nó hồi máu trước đi. Ok. Rồi con này cảm giác đi nhanh dữ thật. Đây. AK. Bắn gì AK 47. Bắn gì điện. Đạn vô hạn. Con này là phải tăng thêm mấy cái stamina nữa. Con nó cần stamina. Ui anh thấy nó máu nó giật lên giật kinh khủng luôn á. Đâu, mới 24.000 mà. Nó giật không. Mình chơi kiểu mình chơi không có ra anh thấy nó giật lên 100.000 200.000 giật đã đó. 100 chứ 100 máu 200 máu chứ. À kiểu nhìn nó nhiều đúng không? Ủa nó ăn như heo mà. Ok, đi boy. Thích được. Đi. Nào. Giờ đem theo cái con T-Rex nữa nhờ. Ủa đặt cái map kiếm chưa? Chưa. thiếu cái electric. Em có chế nè, rồi năm máy, không biết năm máy đủ không, nghĩ đủ chứ này nó lửa mà đâu là năm máy không nha, chứ nó lửa em thấy gì cho nó cần nhiệt độ ghê lắm á. Hồi trước mình nhớ có bắt cái con gì mà nó up được nữa bạn. Con Dimetrodon. Ờ, con Dimetrodon với lại cái con chim cánh cụt á. Cái con chim cánh cụt nó cũng kiểu mà giúp cho mình ấm á. No. Đang quăng ra thấy chưa? Đúng không? Tù cuốn. Chúng bốn trăm mấy. Chúng bốn trăm mấy quất luôn đi bơi. Quất luôn hả? Giờ lại cái trứng 720 với lại 696 thôi. Hoặc anh nói hồi lại quất lộ trứng 702 là xong luôn. Lộn là anh bỏ em vô đó ấp luôn. Ấp gì nào ra có 702 thôi đúng không? Không có nào ở gần đây để mình bắn hết á. Mấy anh test con đồ. Ui bắn được 120 kìa anh. Ờ 121 là hơi bị nhiều luôn á, tại nó bắn liên tục mà. Game này đứng bắn boss. Được không? Được không? Em chỉ sợ nó chịu hồi cái linh hồn thôi. Ờ chịu hồi linh hồn xẹt qua khóc tiếng miên. Không, nhưng mà con này chạy nhanh nó bao lách được á. Nè em bắn. Đây. Ui, con Velociraptor này bắn hơi bị chiến các bạn. Bắn người lắm á trời. Bắn như AK vậy á. Trời trời, anh ghim gai người em luôn. Anh nhớ lúc trước mình có chơi mod gì ta? Mod AG á anh, mình lấy con Velo này bắn với Red Boss á. Ờ mặt đã được chưa, được chưa? Ồ nhìn phê vậy ta, thấy không quá lạnh.
Mà chưa đủ. Vẫn chưa đủ. Tầm phải trên chục máy rồi. Rồi, đem ra thử bơi. Chỉ chắc đủ rồi đó. Đó, 10 máy các bạn. Quá lạnh, ơi kỳ vậy ta. Rồi, là sao anh? Không, nó vẫn kiếm mà thiếu nhiệt độ. 10 máy mà chưa đủ luôn bạn. Dạ, yeah, em nghĩ phải bắt có thêm con Dimetrodon thôi chứ tình hình này em thấy căng. 10 máy thiếu. 10 máy mà còn không đủ nữa. Để em quất thêm 2 máy nữa thôi. Đó. 12 máy nha bạn. Hoài 12 máy mà vẫn chưa đủ nhiệt độ kìa, căng gì vậy? Cái này kiểu mà chắc do thời tiết rồi bố ơi. Rồi, cái trứng này đem đi luộc luôn anh ạ. Nghĩa là chắc phải chế thêm 4 máy nữa bạn. Đóng cái khung này lại luôn mới đủ đồ. Rồi, thêm 2 cái nữa coi. Cái này mà không được nữa thôi chia tay luôn nha bạn. 12 máy rồi đó. Đúng không? Đâu đâu. Đem đi luộc ăn luôn. Kè, được rồi, kéo với. Được cả 22 phút. Ôi, 22 phút chứ bạn. Như vậy là để mà up được cái trứng mắt Masolus là chúng ta cần tới 12 cái máy các bạn. 12 cái máy sưởi. Máy cái chữ. Chế tốn phải nội. Còn cái trứng 6.96 luôn các bạn. Ok. Rồi nhưng mà nghe đồn là cái con này nó phải ăn cái cức của cái con chim cú á bao. À, cức chim cú hay là cức của con cá voi anh? Lâu, cứt cua cá voi. Cái voi chứ. Đúng rồi. Ủa gì, cho nó ăn gì ta? Căng nữa nha các bạn. Amphibian gì vậy đúng không anh? Đúng rồi. Hai con này là nó phải ăn cứt cá voi để sống nha các bạn. Căng vãi chịu. Rồi giờ sao? Bây giờ tạm thời cứ cho nó ra cái con baby đi các bạn. Nó gần chết đó, thì anh em mình thu vô cầu rồi tính tiếp. Ok nè, vậy okay mình không? Đi đá boss đi, bỏ nó đi. 20 phút các bạn, 21 phút. Đây, trong vòng 21 phút đó này mình phải căng được con boss. Bây giờ. Còn cái chỗ mà lấy anti-fake bên kia thì mình có cái mét rồi đúng không? Đúng rồi, có cái mét nè. Rồi đó, em lên đi. Tôi sử dụng tele chi thuật các bạn. Rồi bót sói đúng không? Đúng rồi nè. Rồi, qua em ơi. Wow. Ui. Này đứng rồi. Hình như là cái con sói hồi bữa anh em mình chịu hồi nó vẫn còn luôn kìa báo. Đó. Ủa? Kệ nó vẫn còn luôn kìa. Hai con kìa. Em thấy. Thôi như vậy là đỡ tốn các bạn. Ngon. Bữa nay mày thấy bà vậy chưa ta? Muốn cửa con nào? Này em cởi T-Rex đi. Anh cởi Shadowman cũng được. Em muốn cởi Shadowman. Thôi em cởi Red cho. Chết đỡ bị chửi. Dân chơi mà nhét các bạn. Ráng cho anh, em phải ráng chứ. Đó, dân anh chơi dùng con Shadowman cho em đi. Nói lộn con Red chứ. Tao dân chơi mà bảo ngán. Ngán mãi. Cái con Shadowman này là kiểu mà nó có cái chiêu cắn mà nó nổ lên được đúng không em? Em có... Ê! Ui! Lên kìa anh Phương ơi! Lên kìa anh Phương ơi! Ê! Nó nổ kìa! Né qua! Rồi ok! Chở nó em ơi! Để anh sạc thử là nó trốn không? Đánh dạng chứ phải không? Đúng rồi! Ok! Chó mày!
Boss không chót luôn. Ôi, ôi em cắn. Em cắn đau với hơn. Ủa, game dễ với hả? Game dễ với hơn. Ủa. 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 Đặt rồi. Ủa. Ôi, giết cái con này có y lâm anh luôn. Trời, game Ủa, dễ Ủa, game với dễ với hơn. Ủa. Ôi trời, bữa nay. U là trời. Sao căng với bữa nay sao em mạnh với hơn? Ủa em đâu biết đâu. Ủa sao căng một phát ăn mấy nghìn luôn á. Ờ. Có được cái đồ xịn luôn em ơi. Mosasaurus với kia sọc cứng anh. Ê sọc cứng nó thụt một phát chết á. Mạnh lắm á. Ờ 400 mấy. Giữ đi. Anh giữ đi. Ok luôn. Ôi nhưng cái mà sao tự nhiên mạnh dữ các bạn. Mình đâu có chỉnh thông số đâu không. Chứ mà kiểu mà cái con test T-Rex này hôm trước là anh quánh lúc live á là nó có kiểu mà 9000 đam rồi. Sao bữa nay mạnh dữ vậy? Cắn con quỷ này 11k đam rồi. Thấy. Đâu đây em cắn cái con bình thường này thử rồi. Em cắn Zero nè. Nè em cắn cái con này nè. Nè em cắn có 2500 nữa mày. Em cắn 5000 hả? Ờ đúng rồi nè. Bình thường cái con T-Rex test nữa bạn. Đúng rồi nhiều bạn báo là mình chỉnh. Nè em cắn một cái. Để mặc định nha. Đó. Nè 9000 nữa bạn. Mà sao tự nhiên hồi nãy vô cắn 29.000 rồi phải rồi. Ảo mai vậy ta. Chết rồi em không biết cái vật phục mèo vô. Nhưng mà có được cái viên đá luôn nè ơi. Cái viên đá scoil gì vậy anh. Em không biết có tác dụng gì không nè. Với cái viên đá Hati nè. Hati Relic nè. Vậy giờ mình qua cắn dưới ngồng nè. Còn giết luôn rồi. Map dễ. Map nào? Cái map mà Thảo Nguyên á anh. Giống như Thảo Nguyên. Nhưng mà bây giờ vấn đề anh muốn chịu hồi ra thử lần nữa thêm lần nữa được không? Chơi luôn đó. Lại thử các bạn. Tao tự nhiên cắn đau chứ không? Cắn vậy chứ nha. Ok. Ủa, không tin vào mắt mình luôn á trời. Đúng rồi. Ê, kệ em cắn được có ngàn mấy kìa. Ủa? Vô lý nhờ. Vô lý. Sạc nè bạn. Dạ. Hay là do hồi nãy anh sạc cái bơi rồi em cắn đi. Nó cắn cái đít em không quay đầu lại được anh ơi. Toàn. Toàn. Ôi mình đang cặp nộ đấy bạn. Nè. Như vậy là hồi nãy là do hai con hồi nãy là kiểu mà chịu hồi hôm bữa trước đúng không? Nó cắn em. Ôi giật má đi. Chạy đi bơi, chạy lên núi đi. Cô em đơ luôn anh ơi. Ủa nó đóng băng em luôn kìa. Chạy đi, chạy xa ra. Sao chạy lên núi đó? Rồi, đóng băng đi. Rồi, tạo thành rồi. Rồi, thành. Chắc thành quá. Rồi, trừ máu kìa. Ủa, nó còn gì đóng băng? Nè, em gắn lết qua đi, để em chặt lại cho. Rồi, chạy đi bơi. Chạy đi, em khép góc rồi. Rồi, chạy đường. Tới đây. Nó lại đầy máu rồi. Ủa là sao ta? Căng nhờ. Không, là do hai cái con đó, anh em mình hồi bữa chiều hồi á. Nó yếu dần theo thời gian. Ờ, nó yếu dần theo thời gian hay sao? Có nữa hả? Ai biết. Thấy nó ngộ bạn. Nó nè, rõ ràng. Nó giờ nó quánh đi sắp mặt không? Dạ, quánh chạm kìa. Ây da. Em né cái linh hồn đó bao. Ồ, nãy em anh dở quên đem heo luôn. Giờ đâu có gì thằng máu đâu, phải quay về à. Không quay về rồi. Nhưng mà thấy gắt chứ tần. Dạ lẽ con này yếu theo thời gian ta. Nè, quyết. Bơi bơi. Ui. Rồi. Bài đi anh. Ui. Chạy các bạn ơi. Tôi thấy ghê quá à. Rồi dài bơi. Coi như anh em mình may mắn ăn được hai cái viên đá đó đi. Rồi xong rồi mới sao kiểu mà thoát game ra vào lại anh em mình quay lại đập đó. Em ở dưới nè. Ghê quá. Ghê thì chứ. Cái trường này em còn 150 ra. Còn có
125 nữa. Xong rồi nó trừ căng à, tình hình. Ủa sao nãy game dễ ta. Căng phết chứ bạn. Ủa nhưng mà được cái là này mình có mấy cái yên xịn xịn đúng không? Yên đá này element. Element đó chuyện nữa để dành bắt mấy con phi gót đó. Okay, này. Nào, qua bên chỗ lấy anh đi phát luôn hay sao anh? Ok luôn. Cục này là cục Hati Relic nha. Nó lạ lắm á. Rồi, như này. Để anh chạy lại nắng từ sáng. Căng đó bạn. Nãy sao thấy easy dữ. Em có thấy nó easy dữ mà sẽ dở khó chứ. Wow, cái linh hồn kiểu mà bay ngang người anh là té luôn á. Mạnh lắm á. Rồi kiểu mà anh em mình biết gì chơi chiêu báo. Mình đi vòng vòng hết mấy chú boss mình chịu hồi sẵn qua bữa sau mình vô đánh. Được luôn, được. Trời đúng điếm nhưng luôn mà rồi. Mình không đủ đá anh ơi. Mình mới đủ đá để chiêu hồi bên thêm con bên rừng xanh à. Ok. Mà con ông nó dễ đánh không ta? Con ông nè. Cho anh nghĩ chắc cũng không thua kém gì hai chó rồi đâu, nó thiệt cơ. Không, em nghĩ nếu đã là boss là nó kinh lắm rồi. Vô, em anh đi qua chiều hồi ông luôn. Ok. Đây, đang đi lấy anh thì phát mà. Ồ, quên. Nặng quá. Đi bộ hả? Chứ trong này làm gì có con để đi. Em nghĩ đi con gì được. Anh lấy cái con kia đi được không? Shadowman đó hả? Đúng rồi. Không biết nữa. Mà giữ tiếp anh mấy kia nha, như châu. Dục bớt luôn ha. Cái con này không cần dục bớt nha. Yên xịn đúng không? Nhưng bỏ mà mình đâu cửa đâu, Galimimus nè. Thôi bỏ đi. Nặng như chó. Đó. Mega Chelon. Là con gì ta? Con rùa. Con rùa Mega ha. Dục luôn. Ôi, kiểu mà đi vô trong cái hang này là phải sử dụng cái con Velon đó bạn. Velonsaurus đó là ngon. Đi bơi, vô bơi. Trời đất ơi. Rồi, đứng giờ. Không có đi vừa bó ơi. Không đi vừa. Em nghĩ nãy anh phải vô tới đây anh mới chọi ra. Kiểu mà vô trong á. Đúng rồi. Anh thu vô. Rồi ra là anh ngủ luôn. Em chọi. Rồi, rồi đi vô trong em chọi thôi. Không vừa đâu, nó bự lắm. Ủa sao kỳ vậy, sao em chọn không được ta? Nó bự lắm, nó đâu chờ được. Mà đúng là mặt kiểu mà cái nón phòng độc vô là hết bị nhiễm độc các bạn. Game cũng hay á. Sao bảo giờ sao? Hay là lấy Velon vô. Em Velon hả? Ok. Ok. Quay về các bạn ơi, quay về lấy con Velon vô. Em não tái quá gì vậy. Rồi, để hết đồ ở nhà đi qua. Đem theo cái gần ton đó. Bữa em thấy có ông YouTuber muốn vô cái hang đó, anh biết ổng vô bằng con gì không? Dạ. Yeah. Con gấu mẹ. Căng vô, bự vô. Con cái con gì ta? Đi bằng con gấu mẹ chẳng được. Mega Dream đó đúng không? Đúng rồi. Con đó bự dữ mà không vô được luôn ta, hay vậy. Đi vòng vòng. 9 phút nữa. 9 phút nữa anh em mình đi kịp ta. À, kịp không? Anh nghĩ kịp không? Kịp đi luôn. Anh nghĩ chắc kịp á. Vậy lấy Melon. Anh để đồ ở nhà hết đúng không? Đúng rồi. Lấy Melon. Với lại đem theo cái con rái cá không? Nghe nói con gái cá vô đó nó đỡ bị nóng á.
Mà anh vô đó quá trời nóng. Thiệt đó hả? Ờ, nóng lắm. Con về lòn. Nè, con đá cá của em phía trước nè. Chết cha, nãy giờ quên để này gần con heo cho nó là máu cha. Ủa mà sao qua bển anh quăng được hai con cùng lúc? Ờ thôi vậy thôi, để đáy cá nhà đi, căng lợi dụng cái cá nhà đi. Mỗi lần đi phải chuẩn bị đồ đạc các kiểu rồi thấy nó phiền phức quá. Mà không chuẩn bị thì đấu được. Ờ, à, em lấy cái mặt nạ anh. Đó, xem tí đó anh em mình quên đem mặt nạ theo đó thôi em. Rồi phải quay về. Rồi chuẩn bị. Bảy phút nữa kịp không ba? Kịp anh nhớ kịp không? Rồi không kịp thì mình về. Ok canh nha. Cố gắng vô đó lấy cái anh tiêm bách trong vòng 7 phút thôi, không ngờ thôi là vỡ mồm. Rồi, em quăng cái con Velon em ra trước đi anh, còn tới 50 mấy giây nữa. Vô trong đây quăng ha. Hay là sao? Ok, để vô trong đó thôi. Được không? Được. Ui, quên đem cái... Rồi. Quên đổi cái mũ vô kìa. Chịu máu như đời tới. Dạ. Yeah. Trời, thở như trâu. Để em kê súng sẵn chứ không thôi chết với tụi này. Rồi sử dụng con Velon này đi, chúng đây là hơi bị đỉnh chứ mày. Đi rồi boy. Đi xuống luôn rồi mà. Chả sợ bố con. Anh biết. Ôi đó kìa, chơi kìa. Ấy. Rồi xong. Sao, chết. Đừng gấp tao lên nữa mà, được. Hãy gấp. Quên. Quên chơi nữa mà. Quên chơi nữa, càng nữa rồi. Rồi, cho mấy con Velon của mình thử đi. Anh nhớ đứng trên đợi. Chết. Chết luôn hả? Càng. Thật sự các bạn ơi, còn mấy con chơi ở trong này nữa mới cha ơi. Sao em chịu nó không? Em nó gắp em lên nữa rồi, good nữa rồi. Căng dữ vậy ta. Căng dữ à. Hoài, chắc toàn hai con Velon luôn á báo. Em thấy tình hình gì? Hơi căng rồi đó. Anh hồi xin nghe cái ổng đi, anh hồi xin nghe cái ổng đi. Rồi ok. Để nó kéo em vô. Em không nghĩ tới là có còn mấy con dơi luôn á trời. Anh cũng quên ví dụ có dơi trong này nè. Trời ơi, chết nữa bố ơi, phải về lấy mấy túi máu để tem luôn mấy con dơi này bố ơi. Phải tem luôn hả? Nó mạnh lắm hả? Chứ nó gấp anh em mình thì nó hút máu, nó đỡ quánh anh em mình hơn, hiểu không? Chứ bây giờ gấp lên không có túi máu theo á. Hiểu chưa? Em hiểu. Nếu mà nó gấp anh em mình lên, anh em mình có túi máu thì sẵn năng cái túi máu rồi, sẵn tem nó luôn, sử dụng nó làm công cụ để đi hang luôn.
Giờ giờ không có tui máu vô nó quánh má chứ không ra. Như chó. Ủa sao còn có con Velon của anh vậy ta? Chứ nó lọt đâu dưới á. À nó con chưa của em nó chưa báo chết mà. Ê, anh ghép về luôn hả? À. Như mấy... Ôi, em ngồi. Em luôn. Hợp lý, hợp lý, hợp lý. Rồi. Ôi, được quá giờ. Ủa, em đang ngồi trên này kéo về luôn á. Thôi, nếu vậy được người ta, ngon à. Ui, nó cắn đào quá. Nè em ơi, anh còn cái con bên kia nữa. Cái con anh em đánh về rồi đó. Còn con của em. Con em kẹt bởi. Ok ok. Rồi bây giờ sao đây ta? À, anh đem túi máu. Anh đây đây người bệnh. Nè. Ơ, còn quá. Anh dùng đồ vô con này nè, em đem à, nó qua. Xong rồi đó anh đem. Bây giờ lấy túi máu cái vậy. Wow, thấy là hơn 7 phút rồi đó bao. 7 phút rồi em thấy thấy căng rồi. Nhưng mà con này nó mệt, nó không có hồi stamina anh ơi. Mệt đâu, ở trong đó nó bị nhiễm độc á. Vậy giờ nó cà lết hay sao anh? Cho nó nghỉ tí đi. Ây da, mất máu hoài vậy bố nè. Ây da, ây da. Ê, nó trừ máu. Quên đem túi máu theo nữa á, đồ. Cho túi máu rồi. Em chết rồi, em chết rồi. Phải. Cái mặt nạ anh nằm ở dưới vô. Trời ơi. Quánh chết cụ nữa không? Quánh nữa không? Ây da. Đau khổ nhất là đây. Ôi là trời nó cười. Em không biết gì em muốn chết vậy trời. Sao bây giờ em sao? Tiếp anh ơi. Trời em ngại nó hơi sẽ chết rồi mà. Đi. Đi tiếp, đi tiếp. Ê chết. Tôi đỡ mất rồi hả? Cái đâu nào? Đồ nãy đem qua nó nằm ở chỗ đầu rồi, đầu chỗ hang nè. Anh lấy túi máu chưa? Đâu. Túi máu đâu, túi máu đâu. Đâu túi máu đâu bơi. Đây đây. Ủa túi máu đâu ta? À. Làm ơi. Ủa? Ra ra anh ơi, ra anh ơi, ra anh ơi. Tôi máu đâu? Tôi máu đâu, em không biết luôn á. Căng chưa? Ủa, tôi máu đâu ta? Tình hình này thấy hơi căng nữa rồi đó. Để em chết cái. Anh cũng chết chứ. À. Ủa vậy tôi pha số đâu ta? À, anh lập được một cái túi đồ nè. Nè có cái nón ga nè bố ơi, nè nè nè. Chơi lên kìa. Đó. Gấp nữa hay giờ? Đó. Gắp em ơi. Ủa vậy cái túi đồ đâu ta, em mất túi đồ luôn rồi. Túi đồ nó nằm đâu dưới á. Ôi nó chạy theo gắp anh. Cái này chắc về nhà luôn. Mất dài thật sự. Xe tay hại dưới ta. Ôi trời, mày thấy cái hang này tưởng đâu dễ ăn các bạn. 7 phút. Qua anh 7 phút hả? Đi về. Đúng rồi, em khi đi về mà. Về gì anh ghép về luôn. Ok. Tạm thời để hai con Velociraptor thôi đi.